Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Hôm nay có một cái câu hỏi của một bạn để lại dưới comment làm cho tôi cảm thấy rằng là mình cần phải tạo ra khoảng 99 video cơ bản liên quan đến việc đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Câu hỏi bạn nói như thế này nè: chị ơi, em đang ở nước ngoài, chị nên làm một số cái video liên quan đến việc mua bất động sản ở Việt Nam. Các bạn thấy đấy, cái việc mà mua bất động sản ở Việt Nam cho người nước ngoài thì có rất là nhiều dạng. Một số anh chị em vẫn còn chứng minh nhân dân, còn hộ khẩu, thì đó là một cái cơ hội vàng để mình kinh doanh bất động sản. Một số anh chị em còn quốc tịch nè, và một số anh chị em mất quốc tịch và trở lại quốc tịch như thế nào, thành lập công ty hay rất là nhiều những cái lĩnh vực khác các bạn ha. Thì trong cái video này thì tôi sẽ đi từng bước, vì đây là việc hướng dẫn cho một số anh chị em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, cho nên tôi đi rất chậm. Nếu một số anh chị em nào thấy rằng những cái kiến thức này nó mình đã biết rồi thì chúng ta sẽ không xem, để tránh những trường hợp mất thời gian công sức và của các bạn nha. Câu hỏi của một cái bạn Việt Kiều nước ngoài như thế này các bạn: chị ơi, tài sản thế chấp ở ngân hàng thì có bán được hay không, có mua bán được hay không? Thưa quý vị và các bạn, tài sản đang thế chấp ở ngân hàng có thể mua bán được hay không là do thỏa thuận của các đương sự các bạn nhé. Tôi sẽ phân tích trong trường hợp này các bạn ạ. Ví dụ năm 2014 tôi vay của ngân hàng là 500 triệu. Và khi mà tôi vay ở ngân hàng là 500 triệu, tôi thế chấp một cái quyền sử dụng đất của tôi cho ông ngân hàng với cái giá là 2 tỷ đồng. Các bạn ạ, tôi thế chấp cho ngân hàng và ngân hàng có hai cái hợp đồng, đó là hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Khi trong cái hợp đồng này thì tôi nói rằng là thời hạn trả trong cái hợp đồng tín dụng đó, tôi nói về cái thời hạn trả của tôi là 60 tháng các bạn. 60 tháng. Và đến thời điểm này thì tôi chỉ có thể trả được mới có hơn 2 năm thôi. Các bạn thấy không? Nhưng mà nhu cầu tôi muốn bán cái thửa đất này đi. Thì các bạn biết rồi, cái giá thị trường của cái thửa đất này hiện tại là 5 tỷ. Thì sau khi mà tôi trả 500 triệu cho ngân hàng, cho đến thời điểm này thì nó còn cũng khoảng hơn 300 triệu thôi các bạn. Vậy thì bài toán sẽ như thế nào? Mấu chốt là tôi sẽ đi tìm người mua cái thửa đất này. Tôi bảo với họ rằng là bây giờ giá của thửa đất này là 5 tỷ. Tuy nhiên thì thôi thì tôi cũng kẹt tiền, tôi bán là 4 tỷ 8 thôi. Thì hiện tại cái tình trạng pháp lý đang là hợp đồng thế chấp ở trong ngân hàng các bạn ạ. Đang thế chấp ở trong ngân hàng. Anh đặt cọc cho tôi đi. Số tiền đặt cọc nó lớn hơn cái số tiền mà tôi đem vào ngân hàng. Có thể anh đặt cọc cho tôi là 500 hay là 1 tỷ gì đó. Tôi đem vào ngân hàng và tôi trả, xóa cái giao dịch đảm bảo, rồi tôi chuyển nhượng, tôi bán cho anh. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là một số anh chị em nước ngoài sẽ rất là khó khăn khi nói rằng là: chị ơi, thế nào là giao dịch đảm bảo? Từ từ tôi sẽ phân tích cho anh chị em. Nếu quý vị và các bạn mà xem cảm thấy khó hiểu thì chúng ta sẽ xem cái loạt bài 99 video để hướng dẫn mua bán bất động sản an toàn của luật sư Thu Đoàn. Đó, thì tôi bảo rằng là trong trường hợp này, nếu chúng ta đang thế chấp tài sản ở ngân hàng mà chúng ta có một cái nhu cầu về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhu cầu về mua bán nhà đất, thì chúng ta cũng có thể gì các bạn, cũng có thể đem nhà đất đem ra bán sau khi trả nợ ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, với một cái ước mong sẽ tạo ra một cái sân chơi cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. Mỗi một cái chủ đề thì tôi làm rất là cơ bản để giúp cho quý vị, các bạn, các anh chị em thêm những cái kiến thức pháp luật trong cái lĩnh vực của mình. Hy vọng rằng là video này và còn lại 98 video nữa giúp cho anh chị em, cho cái bạn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài này có một cái điều kiện nhìn nhận về thị trường bất động sản ở Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục một loạt bài với du học sinh đầu tư về đất đai bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với luật sư Thu Đoàn trong cái việc mua bán bất động sản an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn.